coi cho bạn xem nhà trọ của người lao động tại Đài Loan nhá. Đây là đường vào nhà trọ này, tất cả đều là nhà trọ hết, tầng hầm. Đây là quán ăn. Đây, vào đây. Vào đây chúng ta sẽ có một cái chìa khóa tử. Đây. Đấy, cửa mở. Đấy, vào. Rồi. Tôi ở tầng 4. Nhất ngoài trần. Vào đây tôi sẽ sâu cho các bạn xem phòng. Này không phải sắm gì hết đâu, để tắm, để vệ sinh vậy thôi.